cô Đốc xin chào tất cả những anh em đam mê chim cô gái nha. Hôm nay là mình sẽ đưa là một con sát thủ thổ. Thì con này là nó đặc biệt, thì nói chung là mình đang lên giao lưu cho anh em gọi là vào chiêm ngưỡng một con chim. Thứ nhất là tiếng rất tốt. Con này thì nó đặc biệt là, tại sao mình nói nó là sát thủ nha anh em. Con này bản năng bổi ở ngoài là mình chỉ nghe nó gù thôi, và vừa bắt dính nó thì nay nó đã được năm thứ ba rồi. Thì đặc biệt con chim này là chỉ cần bản năng nó ra rừng móc lên, nó thúc một tiếng là có khi nó gù 5 đến 6 trang, có khi 7 trang, chứ không bao giờ là thúc lên là gù một hơi hai hơi nha anh em. Lúc nó vẫn có một hơi hoặc hai hơi, nhưng mà cái đỉnh điểm nó căng lên thì cả lúc nó thúc một tiếng thì nó gù từ 8 trang, gọi là 8 hơi gù. Có khi là thúc 2 tiếng thúc lên là anh em nghe là điểm tầm 15-16 trang liền, gọi là nó thúc là phải đẩy tầm 5 sạc 6 sạc. Còn chỉ cần móc lên giữ ra tập, nói chung tập thì giờ con này chờ bác bôi thôi, cũng chạm rồi. Nhưng mà vào nó nhận thì con ngồi có một con để dạt ra ngồi rồi. Còn mà chỉ cần tập trung anh em lại chơi đỡ đi tập giọt rồi thì anh em chỉ nghe khi mà nó thúc lên rồi thì anh em chỉ nghe là thời gian đó là chỉ là giúp nó đổ gù liên tục thôi. Đa số nó là con chim khống, thuộc là khống với leo rồi. Dặm con này thì không đáng cỡ, lâu lâu mà có. Nói chung là thôi mình không tính dặm nó đi, về để đi nhận rồi. Còn đặc biệt mà chim mà rớt vào cây thì chỉ cần nhúc nhích trên cây chiên là nó chỉ thẻ gù liên tục thôi. Còn mà nhiều lúc mình nằm một cục thì nó chơi rồi, xong rồi nó cũng vẫn thúc trơn. Chung thì lâu quá thì nằm một chỗ thì nó phải dậy thôi. Còn đặc biệt con chim này mà anh em đi chơi á, đỡ tập bối á với nhau á, thì anh em phải khiếp nha anh em. Mở miệng lên là chỉ nó gù tới thôi, gù liên tục. Thì anh em cứ nghĩ một tiên thúc thì một chàng gù đó thì nó bình thường thôi. Nhưng con này nó thúc là nó ít bao giờ nó gù một chàng lắm. 4, 5, có một lần thì 8, một lần thì một tiên thúc nó thẻ ra 8 hơi gù. Rồi nó thúc lại nó thẻ 8 hơi gù nữa, là chỉ cần một xíu thôi là nó để được mười mấy hơi gù liền nha anh em, 15-16 hơi gù liền. Thì hôm nay mình cũng trời mưa, anh em cũng rảnh, mình sẽ lấy một con hàng độc đăng lên cho anh em xem. Nó là thổ nha anh em. Tặng 3 năm trước bắt con chim này là một chim ở ngôi rừng. Khi bắt xong con chim này là khu vực đó là một thời gian quán tanh nha anh em. Lúc đó khu vực ở đó là rất là gơ gớm. Chỉ nghe nó ngôi rừng là anh em chỉ cửa là nó gù thôi, từ gù thôi. Còn lúc bối nuôi mới 1-2 năm đầu thì nó chỉ biết mớ miệng ra gù thôi. Anh em tại nhà chơi thì cứ nghĩ nó như một con chim mồi nha anh em, nhưng mà không phải, rất là độc đáo nha anh em. Thì đeo mặt nó nè, con này thì sợ lòng có lúc nó gù, có khi nó không mà gù nha anh em. Hồi nãy mình cố tình sợ lòng gù cho anh em xem và nghe cái âm thổ của nó, nhưng mà nó không mà gù. Nhưng mà ra rừng thì không cần cu thì nó chỉ biết gù suốt thôi. Dù anh em đi giật bối gần nó là có nhiều anh em để ớn lạnh rồi. Thì không phải mình phóng đại nha anh em, nhưng mà đó là thực tế, mình chơi mình biết. Rồi đây là đóng cái mỏ này. Thì con này mình không phân tích kỹ, quay cho anh em xem vậy thôi. Mà dẫn nè, chi quá em nè, mắt chưa được 3 chồng lắm. Thì nhỏ, nó con này thì không to nha anh em, nó nhỏ nhưng mà ngực nô,
sâu nó vót lại. Chân hai bên thì nó hơi sợ mấy, chân hai bên thì nhân điều đẹp, chân khô. Thì lưng nó thì trên là đóng rất là ác nha anh em. Nó đen, nó cũng đen bờ lông thì lông nè. Mùa đây thì bất cứ mình ai cũng vậy, điều thi lông, chim là thi lông hết. Giang cườm nó thì quá tuyệt vời rồi, giống đặc cườm, dây cườm nó nhìn nó rất là dễ nha anh em, mà khung cườm nó rất là sang, gượng cườm còn nhiều ốc bán lĩnh đó anh em không. Thì nay hồi trước thì mình không dám nói, nhưng mà nay thì tìm một con chim mà chỉ cần thúc lên mà thẻ năm chàng gù, sáu chàng gù hoặc là ra rừng tập chỉ biết nghe gù không, quặn giống nha anh em, có khi không phải là gù không, nhưng mà đa số thì khi mà hết chim rồi thì nó quặn reo, nhưng mà bản năng nó là mở miệng lên là anh em nghe là quả công đây mình thôi. Tuyệt vời nha anh em. Còn tiếng nó thì thôi anh em không cần bàn cãi nữa, khô khoe, tiếng rất ác. Khi nó nổi lên là nó ở trong một cái lồng đặc trưng của nó rất tuyệt vời nha anh em. Rất độc đáo. Trên đầu nó, ở trên thì nó đóng hơi bằng, hơi vuông nha anh em. Chỉ cần nghe không cũng để mơ rồi, anh em không cần phải bắt chim, chỉ biết gù thôi. À, thì có gì thì mình cũng nói chung là cũng nói hết vừa nói rồi, thì cũng gọi là đưa cho anh em nhìn nhận những con chim khống, con chim thúc gù và sơ chuông là gù không, thì đó là mình đưa lên cho anh em xem và nhìn nhận và đánh giá. Thì tùy thuộc vào những anh em chơi có cái kinh nghiệm khác nhau nữa. Nhỏ nhưng mà đông đặc nha anh em. Ồ, tăng quy số 1G lên rất là nhiều. Không mớp cánh. Ngực nano. Ngực nó rất là bự. Nói chung cũng phải có thời lực nha anh em. Nói chung phải ngực cườm đều mặt, phải cho lì nó mới ra một con chim chiếm sau này đó. Thôi mình chào tất cả những anh em nào đang xem cái video của con thổ thúc gù khống sát thủ này của mình nha. Anh em mà chỉ cần mà đi chung mà nghe nó thì chỉ biết là nghe nó từ gù tới khi gù thôi. Rồi, chào anh em. Cho anh em chìm ngưỡng thôi.